chút xíu xuống sàn xem chúng ta sẽ cùng đến với tiết mục tiếp theo, tiết mục hoàn tấu Cali Hotel Cali Phong Nha. Xin mời tất cả quý vị cùng thưởng thức. Thank you.
đã không còn lo kiếm tên, không biết bỏ bỏ là gì, chỉ còn nghe trong những ký ức của em. Chuyện của cha tôi về những giấc mơ dâu dàng, ngày xưa vui kỳ chiến đấu vì mong một đời là với năm đó bao người. Oh.